Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong talk show của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị và các bạn, mua xe ô tô khi mà còn trẻ tuổi thì là một chủ đề đang được rất là nhiều người quan tâm. Và ngày hôm nay để trò chuyện về chủ đề đó thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Lê Mạnh Linh, là quản trị viên của group Anh Em Mê Xe, một group có tới hơn 80.000 thành viên tham gia. Chào anh ạ. Xin chào Khánh, xin chào các khán giả của VTC News. Rất vui vì ngày hôm nay được ngồi ở đây để đại diện cho tiếng nói của cộng đồng anh em mê xe, chia sẻ về cái xu hướng mua xe của người trẻ. Vâng, là một người nắm trong tay một cộng đồng những người đam mê xe với hơn 80.000 thành viên, thì anh có đánh giá như thế nào về cái cách chọn xe của các bạn trẻ hiện nay ạ? Cộng đồng của mình cũng là một cộng đồng khá trẻ, có tới khoảng hơn 50% số lượng thành viên là nằm trong độ tuổi từ 25 đến 34 tuổi. Thì mình thấy rằng là những anh em ở trong group, trong cộng đồng của mình thì bây giờ có xu hướng quan tâm đến ô tô, thì họ sẽ không bị chi phối quá nhiều bởi cái thương hiệu hay là việc là sau một thời gian sử dụng thì có bị mất giá hay không, có bền hay không. Mà gần như bây giờ thì anh em cũng đã rất cởi mở, quan tâm đến những thứ nó thực sự độc lập ở cái xe, tức là cái xe đấy cùng tầm tiền này bỏ ra thì cái xe đấy có nhiều trang bị hay không, vận hành có tốt hay không, có mẫu mã có đẹp hay không, có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không, thì dần dần sẽ không bị giống như là những một số những người mà có tuổi hơn một chút, thường là sẽ phải mua một cái xe của thương hiệu đã lâu năm này, hay là thường mua cái xe mà làm thế nào để khi bán lại không bị mất giá, thì dần dần những cái yếu tố đó nó đã mờ đi trong cộng đồng của mình, những người trẻ từ khoảng 25 đến 34 tuổi. Ngày nay thì rất là nhiều bạn trẻ sở hữu ô tô từ rất là sớm, thậm chí là không phải dưới 30 tuổi đâu, mà là vừa ra trường thì đã có ô tô rồi. Thì nhiều ý kiến cho rằng là những cái bạn trẻ từ độ tuổi 22 đến 27 đã sở hữu ô tô thì không phải là tiền các bạn kiếm ra, mà chắc là do xin tiền bố mẹ thôi, để tiêu xài, để thể hiện cái tôi của bản thân mình. Thế thì anh nghĩ như thế nào về cái quan điểm này ạ? Sớm như thế ạ? Không thể phủ nhận những cái ý kiến như là mới ra trường thì mua xe chỉ là tiền của bố mẹ thôi, cái đấy hoàn toàn đúng. Phải thú nhận thực tế là chúng ta phải nhìn thẳng vào một thực tế, đấy là những người khoảng từ 20 đến 25 tuổi, 23 đến 25 tuổi gì đấy mới ra trường thì rõ ràng là họ chưa có cái điều kiện tài chính tốt, và cái số lượng người mà thực sự có tiền, có khả năng để có thể mua xe được trong độ tuổi đấy thì cũng không nhiều. Nhưng mà đúng là như bạn nói là bây giờ thì cái xu hướng những người trẻ mua xe ngày càng nhiều, và mình cũng biết những người trong cộng đồng của mình thậm chí là còn chưa ra trường đã có thể tự mua được ô tô bằng tiền của các bạn ấy làm ra rồi. Vì bây giờ cuộc sống, cái cách kiếm tiền của các bạn trẻ nó cũng khác ngày xưa. Mọi người vẫn tư duy là phải đi ra trường, phải đi làm, rồi đi làm mới vào năm đầu tiên thì lương 7 triệu đúng không? Phải làm thêm 10 năm nữa thì lúc đấy lương mới 30 triệu thì mới mua được xe. Nhưng không, bây giờ mọi người rất là khác rồi. Có nhiều cách kiếm tiền, có nhiều nền tảng để kiếm tiền, và bây giờ thì các bạn trẻ cũng năng động hơn rất nhiều, nên cái việc mà các bạn có điều kiện để mua ô tô từ sớm là cũng là một điều mà hoàn toàn có. Nhưng mà như mình đã nói từ đầu rồi là nó không nhiều, chắc chắn là không nhiều. Vâng, vậy thì anh có thể chia sẻ chi tiết một chút về những cái khoản chi phí mà một người sử dụng ô tô phải chi trả hàng tháng là khoảng bao nhiêu không ạ? Tối thiểu là khoảng bao nhiêu ạ? Mình thấy là cái chi phí mà nuôi xe thì cơ bản nó đầu tiên nó là cái chi phí nhiên liệu. Thứ hai là cái chi phí sửa chữa bảo dưỡng. Bảo dưỡng thì đúng hơn. Sửa chữa thì bây giờ gần như những cái xe đời mới thì cái rủi ro về việc hỏng hóc và phải sửa chữa trong khi mà đang đi thì rất là ít, mà các bạn cũng đã có bảo hành rồi thì mình gọi chung ở đây là bảo dưỡng. Chắc là bảo dưỡng xe phổ thông thì nó rơi vào khoảng từ 5 đến 7 triệu một năm với những cái xe mới, còn những cái xe mà xe kiểu xe Đức, những cái xe mà ở phân khúc cao cấp hơn chẳng hạn thì mức giá nó sẽ từ gấp 2 đến gấp 3 lần tùy xe. Nếu mà bạn sử dụng xe ở những tỉnh thành phố lớn như Hà Nội thì các bạn sẽ phát sinh thêm những cái chi phí về gửi xe, cũng là một chi phí cực kỳ lớn, đặc biệt là với những người ở những thành phố lớn chật chội. Thì đấy là một chi phí mà các bạn cực kỳ cần phải cân nhắc khi mà mua một cái xe. Bởi vì ví dụ như mình sử dụng một cái xe bây giờ thì cái chi phí gửi xe không nhá, mình tính ra nó đã chiếm một nửa, tới gần một nửa tổng cái chi phí mình phải bỏ ra cho một chiếc ô tô trong vòng một tháng. Hiện nay thì có rất là nhiều quan điểm cho rằng là mua xe thì dễ, nhưng mà nuôi xe thì lại rất là khó. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về cái quan điểm trên? Mình nghĩ quan điểm này nó cũng đã rất là lỗi thời rồi. Bởi vì mình nghĩ nếu bạn thực sự là một người mua được xe, bạn mua được cái xe 300 triệu thì bạn sẽ chăm được nó, mà bạn mua được cái xe 5 tỷ, 3 tỷ thì bạn cũng có đủ điều kiện tài chính để bạn có thể nuôi được nó. Mình nghĩ không phải là vấn đề gì đấy quá lớn. Với một người trẻ mà lương từ 10 đến khoảng 20 triệu thì liệu có thể nuôi được một chiếc xe ô tô không ạ? Rất khó để có thể bảo rằng là lương bao nhiêu thì nuôi được xe. Quan trọng là các bạn, cuộc sống của các bạn như thế nào. Các bạn lương các bạn 10 triệu nhưng các bạn ở đâu, các bạn đi xe gì, các bạn phân phối cái việc chi tiêu ra sao. Mình chỉ có thể trả lời được là ví dụ ở, như mình đã tính rồi nhá, rất nhanh là ví dụ ở Hà Nội, nếu mà các bạn
thường xuyên sử dụng xe hàng ngày thì chi phí nó rơi vào khoảng từ 7 đến 8 triệu một tháng. Đấy là chưa tính chi phí mất giá của xe nhé. Nếu mà tính chi phí mất giá của xe thì nó còn nhiều. Tức là mình chỉ tính độc lập cái chi phí sử dụng thôi. Còn tùy quãng đường các bạn đi là bao nhiêu các bạn sử dụng, nhưng mà các bạn thường xuyên đi xa hay thường xuyên đi gần thì cái chi phí nó cũng có độ chênh lệch. Các bạn ở thành phố nhỏ, ở những cái tỉnh xung quanh mà đường xá rộng rãi thì các bạn đi là đã không tốn xăng rồi nhá, không tốn xăng bằng đi ở trong phố rồi nhá. Rồi các bạn không mất tiền gửi xe thì cái chi phí nó cũng chênh lệch rất là nhiều. Hay là bạn trẻ nhưng mà bạn thuê nhà ở Hà Nội, khác với việc là cùng với mức thu nhập đấy nhưng bạn ở nhà cùng với bố mẹ, hoặc là bạn ở các cái tỉnh thành phố khác thì chi phí nó sẽ chênh lệch rất là nhiều. Thì chỉ nếu mà để trả lời ngắn gọn câu đấy, mà những cái thông tin mang giá trị tham khảo rõ ràng nhất cho các bạn khán giả của VTC News, thì như mình đã tính ra, mình là một người sử dụng ô tô di chuyển trung bình từ 1.500 đến khoảng 2.000 km một tháng, thì tổng chi phí của mình bỏ ra trong một tháng nó rơi khoảng 9 triệu. Còn nếu mà bạn ở Hà Nội mà bạn không di chuyển thường xuyên và bạn cũng không mất quá nhiều chi phí gửi xe thì nó còn một nửa, tức là còn khoảng từ 4,5 triệu, 4 đến 5 triệu. Còn nếu mà bạn ở các tỉnh thành phố nhỏ thì tùy cái xe bạn đi nữa cơ, nó có rất nhiều cái biến số để nó dẫn đến một cái tổng cái chi phí các bạn phải bỏ ra trong việc sử dụng một cái xe. Nhưng mà công thức chung là đi càng nhiều và lại càng ở những nơi đông đúc, đòi hỏi những cái chi phí gửi xe rồi tắc đường thì nó chi phí nhiên liệu nó cũng cao hơn thì càng mất nhiều. Đối với những cái bạn trẻ mà đang có nhu cầu mua xe thì anh có lời khuyên như thế nào để các bạn lựa chọn được một chiếc xe phù hợp với bản thân mình ạ? Khi mà mua ô tô thì mình nghĩ là các bạn nên xác định là nhu cầu của các bạn là gì. Cái cung đường mà các bạn hay đi hàng ngày là đường bằng, đường xấu, đường ngập hay đường đèo, đường núi. Rồi cái số tiền các bạn định chi ra cho một chiếc ô tô là bao nhiêu. Khi mà trả lời được nhanh các cái câu hỏi đó thì các bạn sẽ có được cái lựa chọn nó phù hợp. Thì mình thấy là các bạn trẻ bây giờ mua xe thì họ sẽ đi thẳng vào cái nhu cầu và cái sở thích của họ. Ví dụ họ nhu cầu là họ cần một chiếc xe gầm thấp thì họ sẽ chọn luôn cái xe gầm thấp mà họ thích, chứ họ sẽ không bị cái kiểu là hàng xóm bảo là ông phải mua xe gầm cao đi, không có là đi đường nhỡ may nó quệt thì sao. Đấy thì các bạn ấy thường có một cái nhu cầu rất là rõ ràng, và từ cái nhu cầu rõ ràng đấy thì các bạn ấy sẽ lựa chọn những cái xe mà nó thực sự phù hợp, nó sát sườn nhất với cái nhu cầu mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái định kiến của xã hội, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện thương hiệu ra sao, xe có bền hay không, hay là xe có bị mất giá sau một thời gian dài sử dụng hay không. Quan điểm của mình là đã mua ô tô về thì phải đi nhiều, thì khi đó thì cái ô tô mới phát huy được cái giá trị của nó. Chứ mua cái ô tô mà lại để nó nằm một chỗ thì nó là một cái tính toán nó hơi sai lầm. Thì mình nghĩ là tư duy đấy nó sẽ không phù hợp với những người trẻ bây giờ. Đặc biệt là bây giờ thì thường là các bạn trẻ mua xe nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như ngày xưa thời bố mình chẳng hạn thì thường là họ mua xe khi mà họ đã tích góp rất nhiều, có thể họ có đất cát, họ có tài sản lớn rồi họ mới bỏ ra một phần để họ mua xe. Nhưng bây giờ những người trẻ thì họ coi cái ô tô nó đơn thuần là nó là một cái phương tiện và họ cần thứ để che mưa che nắng, thì đôi khi anh em sẽ dùng những cái đòn bẩy, ví dụ vay ngân hàng để mua xe chẳng hạn. Thì khi mà cái xe mà ông đã sử dụng đòn bẩy, ông đã vay ngân hàng hàng tháng phải trả lãi để mua xe mà ông không sử dụng nó, ông không tận dụng được tối đa cái công năng của nó, thì rõ ràng đấy là đang là một cái bài toán đang lỗ rất là nhiều, đang bị sai. Vâng, rất cảm ơn anh về cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi talk show của báo điện tử VTC News. Xin chào và hẹn gặp lại.